Xin chào bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mở khóa xác minh tài khoản trên tất cả các dòng điện thoại Samsung nhé. Thì nhân tiện đây thì mình có nhận tất cả các cái dòng điện thoại Android, Samsung hoặc là kể cả iPhone nữa. Nếu như là các bạn bị tra logo, bị mật khẩu hoặc là úp zoom thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thì mình sẽ nhận với các bạn những chiếc điện thoại Android bị tra logo hay là bị mật khẩu. Thì mình sẽ bẻ khóa cho các bạn với giá cả hợp lý nhé. Thì đối với những cái bạn nào mà ở xa thì các bạn có thể gửi máy trực tiếp với mình. Mình sẽ bẻ khóa và mình sẽ gửi lại cho các bạn. Các bạn có thể trả tiền cho mình qua hình thức là COD, Sikop đấy, hay là chuyển khoản tài khoản qua ngân hàng. Khi mà mình bẻ được khóa thành công thì mình sẽ gửi lại cho các bạn qua hình thức bưu điện. Thì các bạn cứ yên tâm về độ uy tín của mình, bởi vì mình làm hẳn cái kênh YouTube này và mình có cái số điện thoại cố định ở đây, thì không phải nguyên các bạn và có rất là nhiều các bạn khác trên mọi miền của Việt Nam gửi cho mình. Thank you.